Giờ em xin được chào mừng tất cả các bác đồng quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì buổi tối ngày hôm nay, cửa hàng em sẽ trân trọng lên cho các bác một video cực kỳ đặc biệt với tiêu đề là tri ân khách hàng. Thì thông báo với tất cả mọi người rằng được sự đồng hành cũng như là ủng hộ của tất cả các bác, thì cửa hàng Quân Audio, cái kênh YouTube của Quân Audio ngày hôm nay đã chính thức đạt được mốc là 15.000 lượt theo dõi. Thì cũng thay thông qua video ngày hôm nay thì cũng cảm ơn tất cả các bác rất nhiều đã cùng đồng hành cũng như ủng hộ được cửa hàng em trong suốt thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay thì là sẽ là một cái video để tri ân tới tất cả các bác, cũng như là một video sẽ lên những sản phẩm hiện tại cửa hàng em đang có để bán giá thành cực kỳ rẻ cho các bác, để gọi là thông qua video cũng tri ân tới sự đồng hành của tất cả mọi người trong suốt thời gian vừa qua. Và đầu video nhé các bác nhé, đầu video thì rất là mong các bác ủng hộ cũng như là chúc mừng cửa hàng em một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì là nhớ đăng ký kênh ở phía dưới này. Cửa hàng em sẽ liên tục lên sản phẩm và những video giới thiệu sản phẩm cũng như là hướng dẫn cho các bác để cách chỉnh, cách sử dụng những cái sản phẩm thiết bị âm thanh mà hiện tại đang có trên thị trường. Và ngày hôm nay thì sẽ có một số sản phẩm và số lượng thì không có nhiều các anh nhá. Mỗi sản phẩm em lên em chỉ bán cho 3 bác thôi. Đấy, hôm nay sẽ có vang này, sẽ có đẩy công suất. Đấy. Và hôm nay em chỉ bán cho 3 bác duy nhất thôi nhá. Bác nào nhanh tay thì các bác sẽ mua được cửa hàng em ngày hôm nay với mức giá cực kỳ ưu đãi, với mức giá tri ân khách hàng. Đấy. Rồi, các bác nhá, đầu tiên em muốn giới thiệu cho các bác đó chính là một con vang số 3 chiếc. Hôm nay em sẽ bán cho 3 bác nhá. 3 bác nào may mắn nhanh tay chốt vang T5 cho em. Vang số Carefree T5. Con này thì em bán rất nhiều cho các bác rồi. Hiện tại cửa hàng em còn 3 chiếc này, em sẽ lôi ra để em bán cho các bác, tri ân cho các bác ngày hôm nay nhá. Bình thường chiếc vang này các bác mua cho em với mức giá là 1.200.000 đồng, em sẽ miễn phí ship toàn quốc và sẽ tặng kèm dây kết nối âm ly và cục đẩy cho các bác. Ngày hôm nay chúc mừng kênh đạt 15.000 lượt theo dõi, em bán hàng tri ân cho tất cả bác 3 chiếc này. Bác nào nhanh tay chuyển khoản cho em để cho bác giá 1.000.000 đồng, 1.000.000 đồng chiếc vang này, và em vẫn tặng kèm dây âm ly hoặc cục đẩy, vẫn bao ship cho các bác luôn, được chưa? Với điều kiện các bác chuyển khoản đủ cho em, bởi vì ngày mai là ngày 1, thì nếu các bác nào chuyển khoản đủ em để cho bác con vang này với mức giá 1.000.000 đồng, 1.000.000 đồng một chiếc vang này, có cổng quang này, được chưa? Và vì mạch thì hơn tất cả em bao đẹp cho bác nhá, zin đẹp, chạy chip Yamaha của Nhật Bản. Nếu như bác nào mà muốn tham khảo video của chiếc vang này thì các bác có thể vào ấn vào cái kênh nhà em, cũng như là các bác ấn vào phần video thì các bác có thể nhìn thấy cái phần video mà em giới thiệu chi tiết cho các bác cũng như là test chất âm cho các bác xem con vang Carefree T5 này rồi. Đấy, 1.200.000 một chiếc, nhưng ngày hôm nay tri ân khách hàng nhá. Đấy, chúc mừng cho em, cho cửa hàng nhà em với để cho bác 3 chiếc với giá 1.000.000 đồng. Nhắn tin cho em chốt vang T5 chuyển khoản em 1.000.000 đồng để cho bác tặng dây âm ly hoặc cục đẩy cho bác luôn. 0982838695, bác nhanh tay giúp em nhá. Em chỉ bán cho duy nhất 3 bác thôi. Em chỉ bán duy nhất cho 3 bác thôi. Nhanh tay giúp em nhá. Đấy, còn bác nào mà muốn gọi là nhận hàng kiểm tra xong mới thanh toán thì các bác thông cảm giúp em là cho em xin thêm 100.000 nữa tiền thu hộ nhá. Đấy, thì là 1.100.000 em bán cho bác ngày hôm nay đúng 3 chiếc thôi. Nhắn tin chốt vang Carefree T5 cho em. Chốt vang T5 cho em nhá. Đấy, chỉ có 3 chiếc thôi. Được chưa? Rồi tiếp theo là sẽ là hai cục đẩy B3. Hai cục đẩy công suất B3 mã là CA3N. Thì cục đẩy B3 CA3N nhà em bán rất nhiều cho các bác rồi. Đấy, với mức giá là 3.300.000. Và hôm nay có hai chiếc này, đó là hai chiếc nó bị vỡ cái mặt, nó bị vỡ cái miếng nhựa ốp mặt này. Đấy, thì hiện tại là tình trạng là còn nguyên zin. Nguyên zin nguyên bản luôn, công suất 700W một kênh các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản luôn, bình thường là giá là 3.300.000 một chiếc. Nhưng ngày hôm nay em có duy nhất là ở đây này, em có hai cục này thôi. Hai cục nó bị vỡ cái mặt ở đây. Được chưa? Đây em cho các bác xem nhá. Đây, ví dụ như là chiếc này CA3L ở đây thì nó bị cái nhựa này nó bị vỡ mất cái nhựa này thôi. Còn lại tất cả là hoạt động zin nguyên bản ngon lành luôn. Đấy. Bình thường giá 3.300.000 các bác mới mua được sản phẩm này. Ngày hôm nay em có hai cục duy nhất bán tri ân cho bác nào. Vừa bán thanh lý vừa tri ân cho bác giá 2.700.000 một con thôi. Bao ship luôn cho các bác nhá. 2.700.000 một chiếc vang đẩy B3 một chiếc đẩy B3 mã là CA3N. Đấy, nó zin nguyên bản luôn. Có cái nó bị mất, nó bị gãy mất cái các cái miếng kiểu miếng nhựa ốp ngoài thôi. Còn lại vẫn cứ đẹp nguyên si như này luôn, các bác nhìn chưa? Đẹp chưa? Quá đẹp luôn đúng không ạ? Không ảnh hưởng gì đến chất âm và không ảnh hưởng gì đến vỉ mạch cả. Đấy. Giá 2.700.000 các bác chốt đẩy B3 3N nhá. Chốt đẩy B3 CA3N cho em.
2.700.000 một chiếc, nhắn tin cho em nhá. Và lưu ý giúp em là 2.700.000 bác đặt cọc giúp em nhá, đặt cọc cho em duy ít nhất là 300.000 nhá. Thì em mới chuyển hàng cho bác nhá, bởi cục đẩy nó rất là nặng. Công suất 700W một kênh, các bác đánh 2 đôi 25 hoặc các bác đánh 1 đôi 30, 1 đôi lời 20 cho em thoải mái công suất luôn nhá. 2.700.000 của 2 cục duy nhất thôi. Rồi, tiếp theo một sản phẩm tiếp theo là một sản phẩm mấy ngày hôm nay cách đây 2 hôm là em bán rất nhiều rồi, hiện tại cửa hàng nhà vẫn còn sản phẩm này cho các bác. Và ngày mai để mà mở hàng cũng như là tri ân cho tất cả các bác cái dòng sản phẩm vang số cao cấp Siso T3 hiệu Goda thì em bán cũng rất nhiều. Vào cái sản phẩm này em nói luôn là em bán cho bác giá 3.200.000, nhưng ngày mai thì bác nào nếu như bác nào thực sự chuyển khoản cho em đủ, em để cho bác con vang này với mức giá là 3.000.000 nhá. 3.000.000 để cho bác con vang này, mức giá 3.000.000 bao ship toàn quốc cũng như tặng dây âm ly hoặc cục đẩy cho các bác luôn. Đấy, bình thường là 3.200.000 đấy, nhưng ngày hôm nay thì cũng thứ nhất tri ân, thứ hai là ngày mai là mùng 1 mở hàng. Nếu bác nào chuyển khoản đủ em để cho bác con vang này giá 3.000.000 nha, duy nhất chỉ bán 3 chiếc duy nhất thôi. Em chỉ bán 3 chiếc duy nhất này thôi nhá. Lưu ý giúp em, được chưa? Và tiếp theo đây. Hôm nay thì lại cũng rất nhiều bác cũng vẫn còn hỏi nhà em cái cửa hàng nha em với dòng vang BD Audio mã là MT780. MT780. Đấy, con này thì có đầy đủ các bác nhá. AUR này, center sub. Con này thì có chức năng nâng tiếng nhạc vì mạch toàn tụ nhôm thôi, rất đẹp. Đúng không? Có chức năng nâng tiếng nhạc luôn. Và chiếc vang này thì hiện tại cửa hàng em cung cấp cho bác nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em ưu ái cho ba bác nào nhanh tay nhá. Chốt vang MT780 em để cho bác giá 1.400.000 một chiếc nhá. 1.400.000 một chiếc vang MT780, chốt MT780 BD Audio cho em. Em để cho bác giá là 1.400.000 chiếc bao ship toàn quốc tặng dây âm ly hoặc cục đẩy. Đấy, một dòng vang có chế độ chức năng nâng tiếng nhạc rất hay, cực kỳ hay luôn bác nhá. Và hiện tại buổi tối ngày hôm nay thì em lên video cho bác giới thiệu bác có 3 sản phẩm, tức là 3 sản phẩm vang số, một dòng vang cao cấp của Siso T3 hiệu Goda thì cửa hàng em cung cấp là 3.200.000. Nhưng mà ngày hôm nay trong video tri ân khách hàng để cho bác giá 3.000.000 bác chuyển khoản cho em nhé. Còn cái dòng T5 này các bác chuyển khoản đủ em để bác 1.000.000. Bác nào nhận hàng kiểm tra thanh toán để cho bác giá 1.100.000. Được chưa? Ưu ái cho các bác MT780 của BD Audio, một dòng thương hiệu đến từ nhà máy Patiao với mức giá là 1.400.000. Tất cả 3 loại vang này em đã có video hướng dẫn cũng như là video thử chất âm, test chất lượng âm thanh cho các bác đầy đủ rồi. Nếu như bác nào muốn xem lại video để tham khảo thì các bác phải nhắn tin Zalo 0982838695. Em sẽ gửi video test cũng như video gọi là thử chất âm cho các bác nghe qua nhá. Còn video ngày hôm nay thì chủ yếu là em lên video để gọi là giới thiệu cái sản phẩm hiện tại em muốn bán tri ân cho các bác. Ngày hôm nay có mấy chiếc vang và có 2 cục đẩy xe A3N được chợ lên cho các bác nhá. Và nếu như bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào đó tiếp theo thì có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0982838695. Em sẽ gửi video cũng như là gửi hình ảnh sản phẩm cho các bác để các bác có thể là tham khảo được với mức giá cực kỳ hợp lý khi mà trong quá trình cửa hàng em đang trong cái quá trình mà nhận được sự ủng hộ đông đảo của các bác cũng như là đồng hành của tất cả mọi người. Rồi, có lẽ kết thúc video thì xin chào và hẹn các bác trong video sản phẩm tiếp theo nhé. Mọi người nhớ là ủng hộ cho em nút like và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em nhé để cùng đón nhận sản phẩm và những video tiếp theo. Xin chào và hẹn các bác nhé.